gì con? Mẹ, tối hôm qua mẹ không ngủ đúng không? Đâu có, mẹ mới dậy mà. Con không tin mẹ đâu. Hôm qua con ngủ, con thức dậy mấy lần. Con thấy mẹ ngồi ở đây nè. Mẹ thức hay ngủ là con biết rồi. Tại vì hôm nay mẹ có nhiều việc, cho nên phải thức để làm cho xong. Mẹ biết rồi, con đừng có lo nha. Mẹ, vậy sao á? Mẹ hay nói với ba là thức khuya là không tốt. Vậy giờ mẹ làm vậy, lỡ mẹ bị bệnh sao? Mẹ biết rồi. Hay là thằng nhỏ đó, nó chiếm chỗ của mẹ? Đâu có đâu, giường còn rộng mà. Nhất định là nó rồi, con phải tống cổ nó đi mới được. Na, cái gì vậy Na? Dậy, dậy, dậy đi Bin, dậy. Na, con làm cái gì vậy? Cái gì vậy con? Không có gì đâu con ngủ đi. Con không có làm như vậy được nghe chưa? Con làm có sao đâu, đây đâu phải là nhà của nó đâu. Nè Bin, dậy đi, lì quá. Con kỳ quá à. Con ra đây với mẹ. Sao mẹ binh nó? Mẹ không có binh. Nhưng mà cô Bin đang ngủ, con làm như vậy là không có được, con biết không? Con ghét nó, con muốn nó ra khỏi nhà mình. Con nói như vậy là không có được. Mẹ cũng đâu có muốn cô Bin ở đây đâu. Nhưng mà bây giờ không thể nào đẩy cô Bin ra đường được. Vậy á, mẹ chả nói về với mẹ nó đi. Thôi được rồi, bây giờ con vô chuẩn bị đồ đạc đi, trễ học bây giờ. Mẹ hứa mẹ sẽ đưa cô Bin đi chỗ khác trong hôm nay. Mẹ hứa nha, chiều con về nó phải đi ra khỏi nhà mình á. Được rồi, đi đánh răng, rửa mặt, rồi còn đi học nữa, trễ giờ bây giờ. Còn nó thì sao? Thì cứ để cô Bin ngủ, mẹ đưa con đi học, xong mẹ về liền mà. Thôi đi đi. Cảm ơn cô. Anh đang làm gì vậy? Đêm qua anh cũng không về nhà. Mà em gọi cũng không nghe máy. Lúc đó anh đang ngồi uống với Trường với sếp Phú. Anh cũng hơi say rồi. Bé Na đi học cho em. Bé Na vừa đi học rồi. Em đang ở nhà với cô Bin. Bé Na nó... À, hóa ra là cậu ở đây. Dạ. Tối hôm qua cô ấy có biểu hiện gì không? Dạ không. Nhưng mà cô ấy tỉnh lại á, thì cho cô ấy ăn chút cháo và uống thêm thuốc bổ nha. Chiều tôi sẽ tới khám lại cho cậu. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ. Alo. Thì ra cả đêm anh ở bệnh viện hả? Mà ban đêm ở đó có y tá trực rồi mà. Ngày hôm qua Diệp mới cắt tay tự tử. Vậy hả? Sao cậu lại dại dột như vậy chứ? Bây giờ cậu có sao không? Qua cơn nguy kịch rồi. Cũng may là bác sĩ phát hiện kịp thời. Nếu không anh cũng không biết sao nữa. Vậy thì cũng may. Bây giờ quan trọng là cổ phải tịnh dưỡng và mau bình phục lại. Vết thương dù tai nạn chưa khỏi, giờ lại tới cái này. Thiệt tình, sao cổ cứ làm khổ mình vậy chứ? Thì cũng nằm liệt giường như vậy, không đi lại được. Chắc là cổ thấy mình vô dụng lắm. Bây giờ phải chịu khó động viên cổ, phải vui vẻ trở lại. Cổ phải tự cứu mình, chứ ai mà làm thay cho được. Thôi, anh cứ vô chăm sóc cho cổ đi. Nhưng mà hồi nãy em tính nói với anh chuyện gì vậy? Cũng không có gì quan trọng đâu. Thôi, em phải đi chợ đây.
Trưa nay cô Bin muốn ăn gì để cô Nhiên làm cho. Dạ con thích ăn cánh gà chiên nước mắm. Ừ. Em tỉnh rồi đó hả? Em làm anh lo quá. Anh đi về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Em làm sao vậy? Thoát khỏi được tử thần, lẽ ra em phải vui chứ. Ai cần anh cứu em làm gì? Sao anh không để cho em tự giải thoát mình đi? Như vậy mới là anh lo cho em đó, hiểu không? Em đừng có nghĩ bậy như vậy được không? Người ta bệnh tật hiểm nghèo, gần chết người ta còn tìm tới sự sống. Sống thì mới khó, còn chết thì mới hồi. Người ta còn có niềm tin vào cuộc sống, còn có nhiều thứ khác. Giờ anh nhìn em đi, em có gì hả? Sao em nói gì kỳ vậy? Em còn có anh, còn có cô Bin nữa. Em không nghĩ cho anh và con sao? Em có mệnh hệ gì thì thằng nhỏ sẽ sống ra sao? Nó đã thiệt thòi nhiều quá rồi em à. Một gia đình bình thường mà em không cho cô Bin được, bây giờ anh nhìn em đi, em còn tàn tật nữa. Em bây giờ trở thành gánh nặng cho cô Bin, trở thành gánh nặng cho anh. Em không muốn như vậy đâu. Anh có biết là em mới nằm mơ thấy em sống trong một cuộc sống nghèo khổ thê thảm, bệnh tật em làm cho anh mất công việc, cô Bin thì bỏ học, rồi từ từ anh cũng chán, anh bỏ em luôn. Rồi cuối cùng hai mẹ con em lủi thủi sống qua ngày. Em không muốn một cuộc sống như vậy đâu. Sống như vậy thà chết đi còn hơn. Diệp à, em không nên nghĩ như vậy. Trong lúc bệnh tật như vậy, em phải có thật nhiều ý chí. Bác sĩ có nói với anh, nếu như em quyết tâm tập luyện ăn uống thì bệnh bại liệt toàn thân này sẽ có cải thiện. Cuộc sống đáng quý lắm em à. Bên em còn có nhiều người yêu mến. Em quỷ hoại chính bản thân mình là uổng công của họ, em có biết điều đó không? Anh biết đó. Em đâu phải là đứa thiếu suy nghĩ đâu. Em cũng ham sống lắm. Mà em không hiểu vì sao em lại bị rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. Nếu mà em không làm liên lụy người khác thì em cũng trở thành một cái gì đó để người ta thương hại em thôi. Không ai thương hại em hết. Mà nếu có thì nhất định người đó không phải là anh, không phải cô Bin. Anh mong được nhìn thấy em hàng ngày hàng giờ. Dù cho có già nua bệnh tật gì, anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Sao anh nói giống như trong lễ cưới quá vậy? Em chịu cười rồi đó hả? Như vậy anh mới yên tâm nè. Anh, vậy anh có thể làm một việc nữa để em được cười tươi hơn được nữa không? Em nói đi. Dù có chuyện gì xảy ra, anh hứa với em, anh cũng không được bỏ chị Nhiên, được không? Em còn đang bị như vậy, lo cho người khác để làm gì? Chính vì em bị bệnh như vậy thì em mới hiểu được vợ anh là một người bao dung và vô cùng đáng thương. Cũng không đáng bị chúng ta đối xử như vậy. Anh hứa với em đi nha. Thôi, bây giờ trước mắt chữa lành bệnh cho em rồi tính sao. Chuyện vợ chồng của anh không thể nói bỏ là bỏ được đâu. Em đừng có lo quá. Không được.
Nếu mà anh không muốn em làm chuyện dại dột thêm một lần nữa thì anh hứa ngay với em đi. Thôi được rồi, anh hứa, em yên tâm chưa? Nay có chuyện nghiêm trọng vừa xảy ra, cho nên mẹ phải giữ cô Bin lại. Mẹ không muốn làm điều tồi tệ với cô Bin trong lúc này. Vậy mẹ muốn làm gì tồi tệ với con phải không? Hay là mẹ chở nó về đi, con không muốn về nó đâu. Nè, con không được như vậy nha. Đây là sân trường, mẹ không thể giải thích với con được. Chào cô. Bây giờ về nhà. Con hãy tin mẹ, lên xe đi. Hôm nay con học có vui không? Đưa đây. Cô Bin, con đừng có sợ, chị Na không có làm gì con đâu. Dạ. Bé Na ngoan nè, bé Na của mẹ lớn rồi, không có khóc nhè nữa nha. Thôi, hôm nay mẹ sẽ nấu món sườn chua ngọt mà bé Na thích cho con nè, nha. Con không muốn ăn đâu, con ngừng mặt nó rồi không có nuốt nữa con. Bữa con kêu ba về mới được. Na, con đừng làm như vậy, bé Na làm như vậy là không có ngoan đâu. Bây giờ ba đang bận, con đừng có làm phiền ba nữa. Mẹ, ba không phải bận đúng không mẹ? Ba đang chăm sóc mẹ con đó. Sao mẹ không ghét thằng cu Bin? Đây là chuyện của người lớn, con không có được nói lung tung. Con không nghe đâu, lúc nào á mẹ cũng nói vậy hết á. Bé Na, con nhìn mẹ nè. Hồi sáng này á, xém tí xíu nữa là cu Bin nó mất mẹ vĩnh viễn luôn đó. Mẹ cu Bin á vừa tự tử, cũng may là bác sĩ cứu kịp. Bây giờ sức khỏe của cổ còn yếu lắm. Mẹ, vậy là mẹ của cu Bin không có chết đúng không mẹ? Ừ. Thật lòng mẹ cũng không thoải mái gì khi mà cu Bin ở đây. Mẹ cũng không muốn giữ cu Bin ở nhà mình, nhưng mà mẹ cũng không thể để cu Bin ra ngoài lúc này được. Mình phải chờ mẹ cu Bin khỏe hơn rồi lúc đó mới tính được. Mà bé Na có nhớ là mẹ luôn dạy con làm người phải sao hả? Dạ, phải bao dung và thương người. Ừ, đúng rồi. Rồi, bây giờ bé Na ngoan, đi tắm rồi ăn cơm với mẹ nha. Mẹ, con sẽ không đuổi cu Bin, nhưng mà con sẽ không chơi với nó đâu nha mẹ. Thôi được rồi, con đi tắm đi rồi mẹ chuẩn bị đồ cho con nha. Dạ. Mẹ. Wow. Con trai mẹ đẹp trai quá. Đúng là đàn ông đích thực à. Mẹ, mẹ mua áo cho Bân đó hả? Ừ, tại vì con giỏi quá, mẹ mua áo mẹ thưởng cho con đó. Mẹ, mẹ mua áo đẹp quá. Này mẹ. Hả? Chị Hai về kìa. Ừ, chị Hai con về đó. Chị Hai về, chị Hai về. À,
Chị hai về kìa. Thưa mẹ, con mới về. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ với em Bân nhà mình vui quá trời vậy mẹ? Con ơi, chẳng những vui mà là đại hỷ luôn. Nhìn khờ khờ vậy mà tài giỏi lắm nghe. Hai đứa nó lấy nhau chưa được bao lâu mà con Trâm nó có thai rồi con à. Thiệt hả mẹ? Thím Trâm nhà mình có em bé. Rồi mẹ dẫn em mới đi khám chưa? Chưa, mới thử que hà. Hai vạch rồi đó. Nghe nói thử que là chính xác lắm đó con. Con Trâm á, mẹ thấy nó tới tháng mà nó chưa có cái gì hết. Chắc là không sai đâu hả con? Vậy là vui quá. Con nghe mà cũng vui quá trời luôn à. Vậy là ước nguyện có cháu bồng của mẹ được thực hiện phân nửa rồi. Mẹ, vậy nỗi lòng thèm con, con cũng đỡ lo nghĩ phần nào. Chồng con về kìa. Anh hai gì à? Anh hai gì à? Con ra mở cửa cho anh hai. Con nè. Dạ. Đừng vì chuyện này mà chạnh lòng nghe không con. Không sao đâu. Hai vợ chồng thằng Bân có con trước thì thời gian đó để cho hai vợ chồng con cố gắng. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi mẹ. Bân, chị hai chúc mừng em nha. Coi vậy bà là đàn ông đích thực đó. Nè, nói vậy chứng tỏ là em chê chồng em không phải là đàn ông đích thực hả? Đâu có đâu, em chỉ là khen chú Bân nhà mình thôi mà. Em thiệt tình đó, thì anh cũng đùa với em thôi. Đâu có ngờ em nghiêm túc như vậy. À, mà nè, có chuyện gì mà em chúc mừng chú Bân vậy? Vợ thằng Bân nó có bầu rồi. Có bầu? Vậy là tin vui rồi. Ngày mai mày dự định cho nó đi khám nè. Thằng Bân nó như vậy, làm sao nó dắt vợ nó đi khám được? Mà hai vợ chồng con á thì đi làm suốt. Thôi, để mai mẹ dắt nó đi cũng được ha. Mẹ, mẹ đi làm việc cho cực. Để ngày mai á, con xin nghỉ phép một chút buổi sáng, rồi dẫn em Trâm đi là được rồi. Vợ con tính vậy cũng phải đó mẹ. Chứ con là sếp mà tự nhiên dắt nhân viên đi khám cũng hơi kỳ. Quyết định như vậy ha. Dạ. Mới nhắc tới đây thôi mà mẹ đã thấy vui vậy rồi. Huống chi là vài tháng nữa còn vui hơn nữa. Vậy là quá vui rồi. Nè, chúc mừng chú Bân nha. À, mẹ, con lên lầu nghỉ ngơi. Con trai của mẹ đẹp trai, đàn ông quá à. Đẹp trai, Bân đẹp trai. Để mẹ pha nước cam cho con uống nha. Bân thích nước cam. Con trai của mẹ.